Rồi, xin chào tất cả quý các bạn đã trở lại kênh YouTube của Nguyễn Phúc Gia Phan nhé. Thì hôm nay là video ngày mùng 9 tháng 5 năm 2024. Mình lại lên một cái clip giới thiệu 6 cái mẫu đồng hồ cho tường loại đồng hồ có lắc hàng Nhật bãi cổ nhé. Hàng Nhật và có một chiếc hàng Đức. Chiếc hàng của Đức có thương hiệu là Junghan. Thùng đất dài nhé, gỗ đẹp. Tất cả những cái đồng hồ mình đã test chạy ok hết nhé, lau dầu test chạy ok hết rồi, các bác mua chỉ việc về treo lên là dùng thôi nhé. Đi vào cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Senkuha. Senkuha, chiếc này khung gỗ hình bát giác nhé, đời rất cổ rồi, nhưng hình thức thì còn tương đối là đẹp, gỗ rất đẹp nhé, gỗ vân nu, lòng này tuổi đời tầm hơn 100 năm rồi. Thì chiếc này thùng gỗ kích thước chiều cao là 55, chiều rộng là 30, mặt số 20 nhé, vành đồng vàng óng này, tất cả cái khóa là đều đồng hết nhé. Bên trên kính phẳng, bên dưới cũng là kính phẳng nhé, kính còn in chữ Senkuha thương hiệu của hãng này. Quả lắc màu đồng hết này. Ở bên trong này có thương hiệu Senkuha này, cũng như là cái củ gông của nó này, gông của nó cũng được đúc nổi bằng chữ Senkuha của hãng nhé. Mặt số hình số la mã thì cũng có vết cũ theo thời gian, còn nó máy thì đẹp bao zin bản 100% nhé. Mình đã test chạy rất ok rồi. Bây giờ mình test cái chuông này, thì chiếc này đánh chuông tròn giờ thôi nhá, 30 phút không đánh. Bốn giờ mới có tiếng. Mã này là hôm nay là có mã số là 157 nhá. 157 giá 1.600.000. Đấy, bác nào mà thích chơi đồ cổ xưa, rất xưa rồi, thì chiếc này là một lựa chọn rất đẹp luôn. Tiếp theo mã 158 là một chiếc đồng hồ Aichi Toki nhé. Chiếc này là thùng gỗ kích thước chiều cao 42, chiều ngang là 24, mặt số là 18, mặt kim mắt ngỗng nhé. Và chiếc này gỗ lên vân nu rất đẹp, bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính in hoa văn, máy đánh hai gông đồng mạch nhé. Chìa khóa Aichi Zin luôn nha. Có chữ A thương hiệu biểu tượng của hãng Aichi. Quả lắc inox sáng bóng này, hai gông đồng bạch này, có khóa gông đầy đủ nhá. Bác nào không thích nghe gông chuông đêm thì có khóa này vào thì nó sẽ giảm đánh tiếng nó nhỏ đi. Bây giờ mình tắt tiếng chuông rồi. Rồi 11 giờ, quá 11 tiếng nhá. Thùng gỗ đẹp, vân nu đẹp luôn. Mã này là mã 158 này, giá 1.450.000. Tất cả giá này là không bao gồm tiền phí ship nhá. Bác nào ưng trước nào thì chụp ảnh màn hình, sau đó chốt thì đặt cọc 200.000. Mình sẽ ship qua đường bưu điện nữa nhá. Hàng này đóng bằng thùng xốp. Tiếp theo mã 159 là một chiếc đồng hồ Senkuha, chiếc này thùng dài đóng theo kiểu dáng châu Âu nhé, thùng gỗ rất đẹp luôn này, hai bên có hai cái cửa kính để nhìn vào bên trong máy, gỗ còn rất đẹp.
Chiếc này thùng gỗ kích thước chiều cao là 51 nhé, chiều ngang 26, mặt số của nó 18. Thùng thì được đục chạm hoa văn rất đẹp này, hai bên là hai chuỗi hạt nhé. Gỗ lên vân nu rất đẹp luôn. Cái này mặt số còn rất đẹp, mặc dù tuổi đời rất là cao. Bên trên kính phẳng, bên dưới là kính mài nhé, kính mài hình hoa thị. Gỗ thịt rất là dày nặng chắc chắn này, quả lắc đồng, chìa khóa zin theo máy luôn nhé. Mặt số còn rất đẹp. Senkosa tuổi đời rất cao rồi nhưng mà hình thức còn rất là đẹp. Từ bản nè toàn đồng hết nhé. Bây giờ mình test cái chuông này. Rồi 4 giờ qua 4 tiếng nhé. Hai mũi tên này là bên Nhật họ ghi chiều quay lên con này. Đấy. Đấy, con này Senkosa mặt số còn rất đẹp này. Dòng này rất là cổ rồi. Quay quá đà là nó không đánh chuông. Mã này mã 159 nhé, giá là 1,7 triệu. Vâng, ba cái mẫu đồng hồ quả lắc tiếp theo nay mình muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn là hai chiếc Nhật và một chiếc của Đức nhé. Bây giờ sẽ đi vào test chuông cụ thể từng chiếc. Mã 160 nhé, là một chiếc đồng hồ Aichi Toki. Chiếc này máy cơ cót của nó là 21 ngày nhé, kim mắt ngỗng, thùng gỗ kích thước chiều cao là 43, chiều ngang là 24 nhé. Gỗ lên vân nu rất đẹp luôn. Bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính mài và in hoa văn nhé. Máy hánh hai gông đồng bạch, quả lắc inox sáng bóng. Và bây giờ mình sẽ test tiếng chuông này. Năm giờ có 5 tiếng nhé. Mặt số zin này, bên trên có thương hiệu logo, có chữ A của hãng này. Hàng made in Japan này. Thùng gỗ đẹp nhé. Con này giá 1,600,000. Mã 160. Giá 1,600,000 nhá. Đồng hồ máy cơ cót giá rất tốt luôn. Tiếp theo mã 161. Đây là một chiếc đồng hồ hàng Nhật bãi cỏ này, thương hiệu này, có chữ H kỹ này. Hibino, thùng gỗ thịt nhá, đóng theo kiểu dáng châu Âu, đục chạm hoa văn rất đẹp. Kích thước chiều cao của thùng là 62, chiều ngang là 29 nhá. Thùng đục chạm hoa văn rất đẹp luôn, chuỗi hạt. Bên trên là kính phẳng, bên dưới là kính mài nhá, kính mài hình caro. Máy đánh một gông một búa, gông vòng. Dòng này rất cổ rồi. Rất cổ luôn rồi. Mặt số 20. Đây mình test tiếng chuông này. Tất cả dòng này máy đều là máy đồng rất đẹp nhé. Ba giờ có 3 tiếng. Con này tiếng chuông rất là hay đấy. Chuông như chuông nhà thờ. 30 phút không đánh. Mã 161.
cũng có giá là 1.600.000 nhá. 161 giá 1.600.000. Thùng kiểu thùng nóng theo kiểu nắng, thùng dài rất là đẹp. Màu đen cánh dán thẫm. Rồi và sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Zhihong Han của Đức nhé. Chiếc này máy cơ hai lỗ cốt, thùng gỗ. Kích thước chiều cao là 72, chiều ngang là 31 nhé, mặt số nó là 18. Gỗ đã đánh dầu rất đẹp luôn. Này bày trang trí trong nhà trông thì quá ok rồi. Thùng cũng được đục chạm hoa văn trực tiếp lên trên gỗ này. Chất liệu gỗ là gỗ sồi thịt này, của Mỹ. Bên trên kính phẳng, bên dưới là kính rào bằng các thanh nẹp gỗ. Mặt số màu màu vàng nhạt nhé, mỡ gà. Rất đẹp luôn. Quả lắc đồng. Cân tâm chìa khóa đầy đủ hết nhé. Bây giờ mình test tiếng chuông này. Chiếc này là gông vòng, gõ chuông 30 phút vào mỗi giờ. Rồi 4 giờ quá chuẩn 4 tiếng rồi nhá. Bây giờ mình tháo máy này. Những cái đồng hồ của Đức với của Pháp này nó dễ tháo máy hơn nè, thì quay trực tiếp cho các bác. Còn nó những chiếc đồng hồ Nhật kia nhá, hoặc nào quan tâm thì gửi vào Zalo mình sẽ chụp hình máy bên trong ra. Nói chung là máy thì chiếc nào cũng đẹp hết, một đồng vàng óng luôn. Đây bộ gông rất to luôn nhá, gông cũng được đúc hình bông hoa này, đồng thép to. Vâng, đây là một bộ máy Zhihong Han Đức nhé. Zhihong Han này nó có mấy đời, đời thì đời hai mũi tên, đời thì ngôi sao tám cánh, đời này thì nó không không chuyện cái logo của hãng, nó chỉ giống số máy thôi. Cam kết với các bác là máy Đức xịn zin hết, yên tâm mà dùng. Rồi thì mã này có giá là 2.700.000 nhá, 2.700.000 cho một chiếc đồng hồ Zhihong Han của Đức, máy đẹp zin bản 100%, chạy ok hết. Vừa rồi mình đã qua 6 sản phẩm đồng hồ treo tường hàng Nhật và hàng Đức nhé. Bác nào quan tâm mã sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc là Zalo là 0358742679 nhé.